hay tin mình có bầu á, có bao nhiêu nỗi lo ở trong lòng rất nhiều. Tức là 3 tháng rồi em mới biết em có bầu. Lúc mà biết rồi em khóc như mưa luôn, em sốc quá trời sốc luôn, em khóc quá trời khóc luôn, em khóc không ngừng luôn, em khóc phải mấy tiếng đồng hồ. Xong rồi anh Luân nói là thôi em ngừng khóc được không, người ta nhìn vào anh kỳ lắm. Rồi anh ấy nói là anh là người chịu trách nhiệm, anh không khóc thì thôi em khóc làm gì. Ôi trời, rồi em vừa khóc em vừa buồn cười, em nhưng mà vẫn kiểu không ngừng nước mắt đi, tại vì nó bao nhiêu kế hoạch của em là đổ bể hết rồi, sự nghiệp của em rồi mọi thứ. Tức là em còn dự định về tương lai đi học, rồi hiện tại công việc của em, rồi về gia đình của anh nữa. Nói chung là cũng lo rất là nhiều. Giờ nghĩ lại cảm giác ấy vẫn còn nguyên trong em luôn đấy. Về mẹ chồng và nàng dâu, mẹ của Lương với Thảo thì là có thuận hòa với nhau. Cái va chạm để hiểu nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu thì là chủ đề muôn thuở rồi, mà lại khác vùng miền, là tập quán khác nhau, sinh hoạt khác nhau thì nó còn va chạm lớn nữa. Bản thân mình nghĩ thay vì gì để va chạm, để giải quyết rồi hiểu nhau thì nó cũng mất đâu 10 năm hơn rồi. Thì thôi, mình tách ra để lâu lâu gặp nhau thì quý hơn. Mẹ thì cũng qua Mỹ ở với em gái. À, bây giờ đi chưa? Mẹ cũng đi về về. À, nói chung là tất cả mọi thứ với sự sắp xếp không chỉ là một mình Luân mà còn có các thành viên trong gia đình, cho nên chắc chắn rằng là cái cuộc sống của Luân cũng như là với mẹ hay với các thành viên trong gia đình chắc chắn sắp tới nó sẽ là những cái tươi mới và những điều tốt đẹp. Đó. Làm món gì vậy? Em đang làm món nộm đu đủ và khô mực. Nộm là gỏi hả? À, ở ngoài Bắc người ta gọi là gỏi là nộm á chị. Ngày hôm nay có hai món gỏi. Một cái là gỏi cuốn. Ở đúng rồi, thấy có gỏi cuốn nè. Dạ. Ủa, gỏi cuốn là ai làm vậy? Là anh Luân làm đấy ạ. Anh Luân làm á hả? Dạ. Nhưng mà có sự hỗ trợ từ em. Có hỗ trợ là an tâm nha. Oster, cơ cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Wow, trời ơi, nấu thiệt lâu mới được đó nha. Nhưng mà thao tác của cô rất là nhanh nhẹn và gọn, nấu tới đâu là dọn dẹp tới đó. Vậy hả? Ủa, nhưng mà gỏi cuốn này là cô cuốn mà là sao cô? À, gọi con rể cuốn. Thiệt không Lưng? Thiệt không, hay mới order ráp đem tới? Không, đơn giản, chỉ là cuốn thôi mà, đâu có nấu nướng gì đâu. Còn kia mình luộc đằng luộc không? Mà sao cái cuốn này xinh phép nha, nó khéo dữ vậy. Ừ, em thấy nó đều tâm tắp. Em đưa cái bàn tay ông ra coi. Bàn tay ông chỉ đánh pino thôi. Có sự hỗ trợ của em nữa. Nhưng mà cái bữa ăn ngày hôm nay là mấy miền nè? Gỏi cuốn là miền Tây nè. Nộm, cái này gọi đúng rồi, ngoài Bắc đúng không? Ngoài Bắc đúng không? Gỏi này là riêu cua miền Nam. Sao miền Nam nó nhiều hơn miền Bắc vậy? Tại vì nhà tài trợ là người miền Nam. em người miền Nam. Cô ơi, lúc mà Luân á bắt đầu về làm rể cho gia đình mình á thì cô thấy anh ấy có khó ăn không cô? Khó ăn đấy. Nhưng mà thôi thì khó ăn thì phải tập dần dần chứ. Luân Luân khoái nhất là ăn cái món gì của mẹ vợ nấu? Cuốn riêu cua có nước là hấp có nước là được. Phải nước đúng không? Dạ, xin trân trọng kính mời hai MC xinh đẹp dùng những món của tài xá của em nấu. Món nhà làm. Dạ, em chúc cho hai MC xinh đẹp sẽ thật sự tận hưởng. Dạ, con mời cô. Dạ, con mời cô. Rồi mời hai vợ chồng con nha. Con gọi cuốn trước. Đúng, gọi cuốn ăn trước. Gọi cuốn trước nè. Ra chị La là chị không gọi cuốn từ nãy giờ. Ủa vậy hả? Thì gọi là thì rất là ngon, rất là thích ăn. Hảo, đó giờ có ghen với anh không? Anh nói là giờ khi mà có gia đình thì tất cả dành hết. Dạ. Tèn. Sao tại giờ không nói em? Mắt nay ơi, xin đừng đi nhé em. Thôi đi vô đi. Đi vô đi mắt nay.
Mắt ai ơi xin đừng đi nhé em, hát vang lên ô la la cha cha. Một hai ba ngôi sao lung linh tỏa sáng trên cao, cùng tình tu thắp sáng lên truyền tình yêu hai chúng ta. Và rồi em nói những câu yêu thương thật nhiều, và ngàn hạnh phúc trong anh luôn để vỡ. Dường như con tim em yêu lầm anh quá nhiều, nhưng lòng em vẫn muốn để bên anh gần gần. Xin chào bạn Hiền. Đó. Tới giờ này mà em vẫn còn lâng lâng luôn. Vì sao mà em rất là bất ngờ và rất là thích thú là bởi vì em và anh có với nhau một cái kỷ niệm là quay chung một cái MV. Nhưng mà không phải là MV của anh. Ừ. Anh nhớ không? Đúng em rồi. Nhắc sơ sơ nè, là MV đó là quay cho anh Lâm Vũ. Nhớ rồi. Nhớ chưa? MV là anh chia thành bóng người khác. Thà cứ nói ra hết cho không khổ đau thêm nhiều. Thời gian trôi vừa qua anh chỉ là hình bóng cua. lâu quá yeah. Đó, với lại là hôm nay đó là Quốc Thượng với Ngọc Lan tới đây để gõ cửa coi như là thăm nhà của bạn sĩ Luân để tìm hiểu coi cuộc sống của bạn sĩ Luân dạo này như thế nào đó. Nhưng mà trước tiên thì em muốn anh Luân giới thiệu người đồng hành với anh. Đây là quản lý của con gái mình. Quản lý luôn mình luôn. Cái mối quan hệ phức tạp đó. Thì đây là bà xã. Thì bà xã là MC, vừa là MC vừa là giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Hoa. Em tên là Thảo. Rất là vui được chào đón anh Quốc Thuận cũng như là chị Ngọc Lan đến với gia đình nhà em. Vậy là em với Thảo là đã đám cưới chưa? Dạ chưa. Bọn em có làm lễ hồng thuận ở Làng Mai, Thái Lan. Dạo gần đây thì rất là ít có những cái tác phẩm của Luân ở ngoài thị trường âm nhạc. Đó thì lý do vì sao mà lại ít những cái sản phẩm mang tên sĩ Luân? Dạ tại vì sĩ Luân trong 5 năm vừa rồi thì bắt đầu làm ở Đại học Hutech. Mình là giám đốc trung tâm. Rất nhiều celeb nổi tiếng như ca sĩ Luân Phước Thịnh cũng xuất phát từ Hutech. Hay quá. Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Thì Hutech lại rất may mắn là có rất nhiều người tài năng. Bên nhà trường quyết định là lập ra trung tâm này để dạy miễn phí cho các bạn. Hay quá. Và sĩ Luân thì rất thích giới trẻ. Do vậy mình tặng cho nhà trường phòng thu, mình tặng phòng chụp hình cho nhà trường, tặng nhạc cụ cho nhà trường. Vì sĩ Luân nghĩ là trong cuộc sống mình cho được cái gì thì mình cho, và nó là nền tảng trong một học viện âm nhạc trong tương lai. Tại sao không ở nhà ở quận 10 mà lại ra riêng? Tại vì bản thân sĩ Luân cũng thấy được vấn đề là để một người hoàn toàn mới hòa nhập vào một cái gia đình lớn là điều rất khó, cực kỳ khó. Và miền Bắc và người miền Nam đều có cái tập quán sinh hoạt khác nhau. Nếu mình cố tình mình ép trộn nó thì là điều không nên. Và bản thân Luân cũng nghĩ là mình là người đàn ông thì mình nên chuẩn bị mọi thứ cho nó hoàn hảo trước khi lập gia đình. Hai chồng ở đây với ai? Ở đây với bà ngoại. À, bà rất là may mắn nếu cặp vợ chồng nào có bà ngoại để chăm cháu. Mình sống trong một ngôi nhà mà có bên đây là người Bắc, bên đây là người Nam thì cái chuyện ăn uống nó sẽ khác nhau nhiều lắm. Thì may quá vì sĩ Luân lại được may mắn làm trò chơi âm nhạc của VTV3 ở miền Nam, làm suốt đâu khoảng 10 năm. Thì cứ ra đó ăn quen, ăn nó quen. Cho nên là cái khẩu vị mình vẫn thích miền Nam, nhưng mà ăn đồ miền Bắc thì mình sẽ không bị dội. Và gia đình mình cũng không khó mà ăn uống. Ai là đầu bếp chính trong gia đình? Nói chung là cũng dễ lắm, tại vì anh ấy buổi sáng anh không ăn sáng, buổi trưa anh ăn rất ít và buổi chiều anh mới là bữa ăn chính của anh. Và thời gian này là lát nữa chuẩn bị là mới là bữa ăn chính của anh ấy. Có bao giờ ảnh vô bếp anh nấu ăn cho em không? Có, giống như là hồi mà em mang bầu á thì vào bếp nấu cho em tưởng nấu cái gì hóa ra là mì gói. Mì gói nhưng mà tôm khô đồ rồi ruốc rồi cho vào rồi cho rau rồi nấm vào vậy thôi. Anh làm món đấy là anh biết làm nhất ạ. Ngoài ra mấy món khác là em không biết nấu luôn. Em chỉ biết làm mì gói theo nhiều hương vị khác nhau. Không biết là ngày hôm nay Quốc Thượng với Ngọc Lan có được phép ăn cơm trong gia đình hay không? Sao không? Mình đã chuẩn bị rất là thịnh soạn rồi. Mua hết rồi hả? Bà nấu một món. Bà xã nấu một món. Mình nấu một món. Mà cái món đó của ông là đặt ráp hay là cái món ông làm? Món là mình tự làm. Tự làm đúng không? Quá, món đơn giản mà. Đừng cho ăn mì nha. Không có mì gói nha. Tại vì nãy ông nói là mình chỉ biết làm cái món mì gói thôi.
món mới, mì gói cuộn, mì gói cuộn. Trời ơi, sợ quá. Chúc mừng bạn nè. Bây giờ cuộc sống tất cả mọi thứ nó gần như là nó hoàn mỹ. Hoàn mỹ không mình? Ở cái đợt mà Luân gặp tai nạn đó, à, cách đây là bao nhiêu năm? Bị tai nạn là 2009, sau đó nó bị ngơ ngơ tới 2012, 2013. Thì mình không biết tại sao mà ra đường người ta lại ôm mình, người ta chụp hình, người ta cười với mình. Mà đi thẳng thì được, đi chậm chứ quay lại là té. Cứ quay, người ta nét đầu á, quay lại là té. Trời. Bị ngơ một thời gian dài, không biết sĩ lượng, không biết người nào cả. Chỉ biết người chăm sóc mình là, ta gọi là mẹ, biết là mẹ thôi. Không được sinh hoạt các người tự được, ta mẹ phải lo hết. Rồi y chang em bé, thật sự là cái tình yêu của người mẹ dành cho con bao la quá. Mình cứ nghĩ là mình ba mấy tuổi đầu mà còn để cho mẹ tắm, mẹ đút ăn này kia nữa. Thương quá. Lại là bắt đầu không thích làm những hoạt động âm nhạc nữa. Nó muốn sự bình an, nghĩa là được làm những cái việc mình thích, được gần cha mẹ và quan trọng nhất là sức khỏe. Cô ơi, cô tên gì vậy cô? Cô tên là Lan. Ý, con cũng là Lan luôn. Mà ba của em cũng tên là Điệp luôn đó chị. Trời ơi. Ngày xưa em đi học em toàn bị bạn bè trêu. Nhẹ hả? Kết quả của Lan Điệp. Cái thời mà cô còn đang yêu á, là cũng bị người ta trêu hoài luôn á. Vậy hả cô? Chứ không có chuyện tình Lan Điệp cũng không? Lòng đọc lận đận lắm. Bố của em thì ở trong này, còn mẹ em thì ở ngoài Bắc, tức là người Bắc, người Nam cũng xa nhau lâu rồi. Cô ơi, bây giờ mình có một đứa con gái, các bạn vào trong đây rồi các bạn lấy chồng ở trong đây luôn, thì cái cảm giác của cô như thế nào cô? Nói chung là xa một người thì trong gia đình mà xa thì sẽ buồn chứ. Dạ. Buồn mà nhớ chứ. Cái giai đoạn mà Luân về nhà nằm dưỡng thì là ở cái tháng thứ hai. Bắt đầu mình cảm thấy bức bách trong người, bị nhốt trong bốn bức tường. Và sau đó cho trẻ âm nhạc có gọi, cho trẻ âm nhạc gọi đi làm. Thì mẹ bắt đầu mẹ từ chối, nó thôi bây giờ nó bị ngơ quá sao làm. Mà bây giờ mình cứ khao khát trong con tim mình, nếu mình không đi làm mà không ai nhắc lại cho mình thì mình nằm đây hoài luôn. Thì cũng may là do cái thái độ mình tích cực, mình thích đi làm, mình thích lao động. Do vậy là khi làm việc thì anh chị nhắc lại. Và những cái người mà biết sĩ Luân lúc đó giờ đang bị ngơ cỡ nào, bị tưng cỡ nào thì là các anh chị của trẻ âm nhạc họ biết. Mà thật sự là âm nhạc là người dẫn lối mở đường cho sĩ Luân ngày hôm nay. Nếu trong giai đoạn hồi xưa mà bản thân Luân không làm âm nhạc, Luân không có ngày hôm nay. Người ta nói là qua cơn bị cực thì tới thời Thái Lai. Yeah. Vậy cái thời Thái Lai của Luân có phải là cái cột mốc mà bạn gặp Thảo không? Rất là may mắn vì gặp được một cái người con gái mà có chung một cái tâm đạo. Lúc gặp Thảo là sinh viên năm nhất rồi, 2013 thì gặp nhau là quen luôn. Gặp nhau quen luôn. Cái bóng của mình lớn quá. Thảo đầu tiên cũng bị hơi tự ti vì xung quanh mình với nghệ thuật cái tầng người đẹp không. Thảo coi luôn như một cái ân nhân, một người anh, một người thầy và một ân nhân. Thì bản thân mình thì kinh tế nó thoải mái và chưa có gia đình. Thảo thì tất cả vấn đề học thì mình hỗ trợ Thảo hết. Hai người yêu nhau bao lâu thì mới tiến đến hôn nhân? 6-7 năm rồi ạ. Tức là đây là một cái mối tình mà được phụ huynh ủng hộ hai tay hai chân, không có một chút khó khăn nào hết. Nói chung là cũng có khó khăn. Bên nhà em thì không khó khăn mấy, ở bên kia thì mẹ anh Luân thì không thích. Mẹ anh Luân không được một thời gian đầu cũng không đồng tình em. Dạ. Nhưng mà lúc đó là mình có chia sẻ với mẹ không? Có chia sẻ với mẹ Lan không? Dạ có, em có kể với em, gia đình nhà em. Thì cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào bác? Thì cũng buồn, nói chung cũng khuyên bảo là nếu mà vì thôi không bên ấy mà không ưng thì đi tìm mối tình khác. Dạ, thực ra cũng có một thời gian là mẹ ấy không đồng ý, cho nên là em quyết định chia tay anh Luân một thời gian luôn. Em cũng muốn từ bỏ nhưng mà nửa muốn nửa không ấy, thì vì em suy nghĩ gia đình của anh thì mình nghĩ là vì em mà mẹ anh với anh mối quan hệ không tốt thì mình cũng không muốn, thực sự là mình không muốn như thế, cho nên là kiểu như là cứ dây dưa nhưng mà em không thể nào tìm cách để dứt bỏ anh được. Chị hiểu cảm giác không? Tức là rất yêu một người nhưng mà nếu mà để đi xa nhau hơn nữa thì nó lại hơi khó, và mình biết là nếu mà đi xa nữa thì mình sẽ hơi khổ. Sau đó bao lâu thì có cái tín hiệu tốt từ phía bên gia đình chồng? Chắc là có lẽ là vì có em bé cho nên là mọi người cũng thương hơn nhỉ?
có em bé thì quý em bé, nói chung là cháu của mình mà, nên là cũng khó. Nhưng mà Lan hỏi thiệt, cái lúc mà mình hay tin mình có bầu á, có bao nhiêu nỗi lo ở trong lòng? Rất nhiều. Tức là 3 tháng rồi em mới biết em có bầu. Lúc mà biết rồi em khóc như mưa luôn, em sốc quá trời sốc, rồi em khóc quá trời khóc luôn, em khóc không ngừng luôn, em khóc phải mấy tiếng đồng hồ. Xong rồi anh Luân nói là thôi em ngừng khóc được không, người ta nhìn vào anh kỳ lắm. Rồi anh ấy nói là anh là người chịu trách nhiệm, anh không khóc thì thôi, em khóc làm gì. Ôi trời, rồi em vừa khóc em vừa buồn cười với em, nhưng mà vẫn kiểu không ngừng nước mắt đi, tại vì nó bao nhiêu kế hoạch của em là đổ bể hết rồi, sự nghiệp của em rồi mọi thứ. Tức là em còn dự định về tương lai, học rồi hiện tại công việc của em, rồi về gia đình của anh thôi. Nói chung là cũng lo rất là nhiều, nghĩ lại cảm giác ấy vẫn còn nguyên trong em luôn đó. Về mẹ chồng và nàng dâu, mẹ của Lương với Thảo thì là có thuận hòa với nhau? Cái va chạm để hiểu nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu thì là chủ đề muôn thuở đó, mà lại khác vùng miền, là tập quán khác nhau, sinh hoạt khác nhau thì nó còn va chạm lớn nữa. Bạn thì mình nghĩ thay vì gì để va chạm để giải quyết rồi hiểu nhau thì nó cũng mất đâu 10 năm hơn rồi. Thì thôi mình tách ra để lâu lâu gặp nhau thì quý hơn. Mẹ thì cũng qua Mỹ ở với em gái. À bây giờ đi chưa? Mẹ cũng đi về về. À nói chung là tất cả mọi thứ với sự sắp xếp không chỉ là một mình Luân mà còn có các thành viên trong gia đình, cho nên chắc chắn rằng là cái cuộc sống của Luân cũng như là với mẹ hay với các thành viên trong gia đình chắc chắn sắp tới nó sẽ là những cái tươi mới và những điều tốt đẹp. Đó. Làm món gì vậy? Em đang làm món nộm đu đủ và khô mực. Nộm là gỏi hả? À, ở ngoài Bắc người ta gọi là gỏi là nộm á chị. Ngày hôm nay có hai món gỏi. Một cái là gỏi cuốn. Đúng rồi, thấy có gỏi cuốn nè. Dạ. Ủa gỏi cuốn này là ai làm vậy? Là anh Luân làm đấy ạ. Anh Luân làm á hả? Dạ. Nhưng mà có sự hỗ trợ từ em. Có hỗ trợ là an tâm nha. Osdor, cơ cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Wow! Trời ơi, nấu thiệt lâu mới được đó nha. Nhưng mà thao tác của cô rất là nhanh nhẹn và gọn, nấu tới đâu là dọn dẹp tới đó. Vậy hả? Ủa, nhưng mà gỏi cuốn này là cô cuốn luôn hay là sao cô? À, gọi con rể cuốn. Thiệt không Lân? Thiệt không, hay mới order ráp đem tới? Không, đơn giản, chỉ là cuốn thôi mà đâu có nấu nướng gì đâu. Còn kia mình luộc đằng luộc không? Mà sao cái cuốn này xinh phép nha? Nó khéo dữ vậy? Ừ, em thấy nó đều tâm tắp luôn. Em đưa cái bàn tay ông ra coi. Bàn tay ông chỉ đánh pino thôi. Có sự hỗ trợ của em nữa. Nhưng mà cái bữa ăn ngày hôm nay là mấy miền nè? Gỏi cuốn là miền Tây nè. Nộm, cái này gọi đúng rồi, ngoài Bắc đúng không? Là ngoài Bắc đúng không? Gỏi này là riêu cua. Miền Nam. Sao miền Nam nó nhiều hơn miền Bắc vậy? Tại vì nhà tài trợ là người miền Nam. em người miền Nam. Cô ơi, lúc mà Luân á bắt đầu về làm rể cho gia đình mình á thì cô thấy anh ấy có khó ăn không cô? Khó ăn đấy. Nhưng mà thôi thì khó ăn thì phải tập dần dần chứ. Luân khoái nhất là ăn cái món gì của mẹ vợ nấu? Bún riêu cua. Có nước là hấp, có nước là được. Phải nước đúng không? Dạ, xin trân trọng kính mời hai MC xinh đẹp dùng những món của tài xá của em nấu. Món nhà làm. Dạ, em chúc cho hai MC xinh đẹp sẽ thực sự tận hưởng. Dạ, con mời cô. Dạ, con mời cô. Thôi mời hai vợ chồng nha. Con gọi cuốn trước. Đúng, gọi cuốn ăn trước. Gọi cuốn trước nè. Ra chị La là chị không gọi cuốn từ nãy giờ. Ủa vậy hả? Thì gọi là thì rất là ngon, rất là thích ăn. Hảo, đó giờ có ghen với anh? Anh ấy nói là khi mà có gia đình thì tất cả dành hết sự chú ý đến gia đình. Cho nên là em cũng an tâm hơn rất là nhiều. Nhưng mà làm sao để cho vợ mình an tâm? Em bắt hả post Facebook đồ, khoe con đồ, gia đình hạnh phúc đồ. Bắt cả thế giới phải biết được là anh có đứa con là An Nhiên Cô Te. Có em là bà vợ nhất Trần Giang.
Sau đó một số hot girl nhảy vô hỏi, ô anh làm bố rồi à? Đúng, anh làm bố rồi, chứ anh vẫn là single dad. À, mình gái câu à, mấy hot girl hỏi là ủa thế là single dad rồi, anh có tìm mẹ cho bé không? Anh có tìm mẹ cho bé không? Có tìm ai không để em ứng cử? Thế mình nói bé không chịu mẹ kế. Cái cô đó hỏi là bé không chịu là hay là bố không chịu? Cả bố và bé đều không chịu. Cái là bạn chúc mừng thôi, chúc mừng hai bố con ở chung nhau cho vui nha. Hồi nãy á, bạn Luân có kể một chi tiết. Đó là trong một cái quá trình mà Thảo đi học, Luân cũng là người đồng hành, hỗ trợ cho Thảo rất là nhiều thứ. Trong đó có kinh tế, vừa là anh, vừa là bạn trai, vừa là người thầy. Vì có phải cái hình bóng của người đàn ông này nó quá lớn ở trong em, chính vì vậy là em đặt hết tất cả những niềm tin vào cho Luân đúng không? Hay là còn cái gì khác nữa? Từ nhỏ là em ở với mẹ, ba em thì ở trong này, trong gia đình là thiếu vắng đi hình bóng của người cha. Cho nên khi mà em gặp anh Luân á, là em cảm thấy là ồ, đây là một người giống như là một cái mảnh ghép mà mình đang thiếu. Tức là em cũng cảm giác hơn bao bọc và em rất là tôn trọng và càng biết ơn hơn nữa khi mà anh giúp đỡ em rất là nhiều. Khi mà cả hai yêu nhau á, thì lại không có được cái sự đồng thuận của bên gia đình anh. Đó thì cái lúc mà anh về anh thông báo với gia đình mình á, về cái việc là Thảo đã có bầu rồi, thì cái phản ứng của gia đình lúc đó như thế nào? Mẹ em thì đầu tiên là không vui rồi. Nhưng mình nói à, đó là chuyện của con, con tự tính. Mẹ em gai thiệp vô. Khi mẹ đi Mỹ, ba đi Mỹ trị ung thư thì ở đây mình mua nhà này kia mẹ cũng không phản đối. Mẹ biết là sẽ đến lúc nào đó con nó tự xây dựng gia đình của nó, và nó sẽ không như mẹ mong muốn. Tại vì hình ảnh của Si luôn ở nhà mẹ chăm như đứa con, cứ chạy ra thì vô chọc các bà này kia quen, tự nhiên hình nó mất đi, thì nó cũng là cái điều rất là khó khăn trong thời gian đầu. Dạ. Tuy nhiên rồi đó ba mẹ anh đi Mỹ cho nó cũng giãn ra đỡ hơn tí. Và dĩ nhiên là thực tại thì mẹ cũng ghét thì không ghét, nhưng thích thì không thích. Bà luôn có nghĩ là hiện tại bà giận hai vợ chồng không? Khó chứ. Tại vì mình là người con mà, cho nên mẹ sinh ra mình, mình là con mẹ nên mẹ nghĩ gì mình biết liền. Nhưng mà hai mẹ con đều có thỏa thuận ngầm với nhau trong cuộc sống, nghĩa là tôn trọng quyền riêng tư, và con làm gì con phải chịu trách nhiệm với hành động đấy. Bản thân Luân cũng nói với mẹ là con đã là người đàn ông 40 tuổi rồi, thì con đủ cái khả năng để lo cho gia đình mới, và gia đình cũ trách nhiệm con xong rồi. Cha mẹ cũng đã về hưu, con cũng có nhà cửa xây lên cho ông bà cha mẹ, em cũng đưa đi Mỹ du học và kết hôn bên Mỹ xong hết rồi. Có bao giờ mà Thảo nghĩ mình xuất hiện trong đời của anh Luân và mình làm cho cái tình cảm của mẹ con của anh Luân nó có một cái sự giãn cách như mẹ không? Em đã có một khoảng thời gian là lùi lại. Tức là em nghĩ là nếu mà mình chịu thiệt thòi một chút, nhưng mà để những người khác được yên vui, hạnh phúc thì mình đồng ý, mình chấp nhận luôn. Cho nên là có khoảng thời gian là em với anh ấy là xa nhau để cho hai mẹ con hoài. Để cho tình cảm hai mẹ con được tốt hơn. Do nợ, bởi vì Luân không cảm thấy là cô gái nào đang là sự yên bình cho mình như cô gái này. Đặc biệt là cô rất ngây thơ. Mình thấy con này cô không cần gì cả, cô cần một cái sự bình yên. Em mong muốn trở thành một người con dâu để báo hiếu thay anh Luân, báo hiếu đến bà, vì bây giờ Luân có mỗi mình mẹ thôi. Thôi vậy chúng ta hãy bắt đầu từ những cái nó giản đơn một xíu. Tưởng tượng mẹ đó. Em có muốn nói điều gì với mẹ chồng mình? À, mẹ sẽ xem được chương trình này và mẹ sẽ nghe được con dâu mẹ nói. Đúng. Con chào mẹ. Có lẽ là trước giờ thì con và mẹ có không có quá nhiều dịp để nói chuyện với nhau, để có thể là hiểu nhau. Thì con mong rằng là sẽ có một ngày con và mẹ có thể là hiểu nhau hơn để mình cùng tạo nên một cái gia đình hạnh phúc. Và con mong là mẹ tha thứ cho những cái câu nói mà khiến của con mà khiến cho mẹ cảm thấy đau lòng. Lần nữa thì con xin cảm ơn và xin lỗi mẹ. Hay quá. Tới luôn đó. Mình với mẹ thì thân dữ lắm. Má à, con thấy nghĩ như vậy. Nghĩa là trong cuộc sống cái thời gian mình được sống với nhau nó ít quá, nó ngắn quá. Như vậy thay vì mình sống với lại cái buồn trong quá khứ, cái bực tức trong quá khứ, thì bây giờ mẹ đã có Annie, mẹ đã có một thiên thần. Rồi thì cuộc sống đâu phải mình muốn là được, đâu phải mình muốn được tất cả, nó phải có được và có mất. Thì cái gia đình chúng ta là cái được, là mình được cái sức khỏe của mọi người, được có một người con trưởng thành, con giúp cho cả gia tộc có thêm một cái chặng đường mới.
Còn bây giờ con bắt đầu chặng đường của con. Thì con rất cần mẹ để có thể sát cánh cùng con với bà xã thêm những cái kỷ niệm vui trước khi chúng ta mất hết. Tại vì rõ ràng là mẹ cũng thấy là ba đang rất khỏe, rất khỏe. Sau đó đêm trước mệt ngủ không được, đêm sau cấp cứu rồi đi luôn. Cho nên là bản thân con vẫn muốn là trong cuộc sống mình dành cái khoảng thời gian còn lại để mình vui. Và đối với con nghĩ là cái báo hiếu là cái quan trọng. Thì bây giờ cũng mong là mẹ những cái gì lúc em còn nhỏ thì em sẽ trả lời những câu nó dở. Ví dụ như là tại sao là con hứa con không liên lạc với anh Luân nữa mà giờ con tiếp tục làm với nó. Thì em nói là thôi con đâu có lấy con trai bác đâu, bác cứ lấy về đi. Thì những cái câu đó là chỉ là con nít phản ứng nói như vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Thì con nghĩ là mẹ cũng bỏ đi những cái câu nói vu vơ hồi xưa để có thể là tiếp tục cho gia đình chúng ta có những cái chặng đường sắp tới. Và hy vọng mẹ sẽ coi được chương trình này và sẽ rất cảm ơn Lan, anh Thuận và ban biên tập đã tạo điều kiện hàn gắn mối lương duyên này. Dạ thưa bác, con nghĩ là Annie sẽ là sinh ra trên cái cuộc đời này là một cái sợi dây kết nối từng thành viên ở trong gia đình lại với nhau. Wow. Và con rất là mong là bác tha thứ cho đôi trẻ và chúng ta hãy cùng nắm tay nhau tạo nên một gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc bác nhé. Bà nội ở xa không thể trực tiếp mà nghe, nhưng bà ngoại ở đây là nghe hết và nhìn thấy. Dạ, cái đầu tiên thì con xin được cảm ơn bà ngoại đã sanh ra một cái thiên thần thành một cái nửa còn lại trong cuộc sống của con. Và con nghĩ là những ai may mắn lắm thì mới có bà ngoại chăm cho em bé. Annie rất là bụ bẩm cho nên là không có tình thương nào bằng cái tình thương của bà dành cho cháu. Thì chúng con sẵn chương trình này rất cảm ơn ngoại đã những tháng rồi giúp cho chúng con để chăm sóc em bé. Có những cái thì tuy là không nói ra nhưng mà con mong mẹ cũng hiểu là con rất là thương mẹ. Mẹ chỉ cần sống mạnh khỏe và yên vui bên con cháu là đã là niềm vui là của vui con rồi. Được rồi, thế là được rồi. Chúc mừng một gia đình quá dễ thương. Thảo ơi, trước giờ đó anh thắc mắc nè, thường mấy ông nhạc sĩ á, mấy ông rất là lãng mạn. Dạ. Đối với em ấy là lãng mạn là sự ân cần và chu đáo. Thì em thấy tất cả đều đều anh Luân đối với em. Nhưng có một cái đó là em thích, em hay nói với anh Luân là anh ơi em thích bất ngờ anh ạ. Bà thích bất ngờ mà khổ. Thích bất ngờ lắm mà. Rồi bây giờ hỏi nè, cái lúc mà phát hiện mình có thai đó bất ngờ không? Bất ngờ. Đó, bà thích bất ngờ mà trời ơi. Hỏi rồi. Trời ơi. Thì bà nói đây là món quà bất ngờ với anh dành cho em. Thì cái đó mấy tháng bà cũng ăn hải sản, cũng bị đau bụng, cũng nhập viện, bao tử yếu nhập viện hoài. Thế cũng đau bụng, y chang nghĩ là đau bao tử thôi. Luôn với mẹ nuôi là bác sĩ trưởng ở Vạn Hạnh. Thế là hai mẹ con nói chuyện với nhau này kia rồi bà vô bà cầm cái tờ giấy bà rung rung. Anh ơi, anh ơi. Em có thai rồi, em có thai rồi. Thế là mình với mẹ mình cười. Chúc mừng, yeah yeah. Hai mẹ con thì vui quá. Vì mẹ ở với mình cũng nhiều năm rồi mà nói là mày không ráng mà sanh con đi, già sanh không được. Mà tao nghi mày vô sinh lắm. Thì vừa nói con vô sinh rồi mà nó có thai mà. Ôi da, chúc mừng. Khoái đúng không? Khoái. Không, rất khoái đúng không? Thì bởi vậy thì còn đổ bất ngờ gì nữa. Thành ra bây giờ phải bớt lại đúng không? Càng lúc còn lại càng muốn sự bất ngờ lớn hơn. Chắc phải thêm nặng nữa. Đó, cái này hai hôm cũng mơ. Anh ơi, em có sanh một em bé nam, thấy con trai. Và nó tên là Nguyễn Phương Tự Tài. Mà sao bây giờ có làm điều gì bất ngờ cho bạn gái mình không? Nhân chương trình ngày hôm nay nè. Chương trình không nói trước. Không nói trước đúng không? Phải nói trước để mình bất ngờ chứ. Rồi, thôi giờ mình ăn. Ăn hết xong rồi mình dọn bàn xuống để có bất ngờ xảy ra. Đó. Mời người đẹp Phương Thảo xuất hiện. Dạ. Trời ơi, Phương Lan. Dạ, có em. Mời. Ôi, dễ thương quá. Giới thiệu với em tất cả mọi thứ, đạo cụ, thiết kế, sáng tạo, thực hiện, đó chính là anh Sĩ Luân. Rồi để cái đạn đi, đứng đạn làm gì? Ủa vậy hả? Ôi cô ấy mà xuống đây mà nhìn thấy một cái khung cảnh như thế này, một cái sự chuẩn bị như thế này, bảo đảm năm sau có thằng Tự Tại. Thôi em tự tử.
và bất ngờ. Tại là lần đầu tiên chồng em làm một cái điều bất ngờ cho em. Tên 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 tên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Annie, happy birthday, mommy. Annie. Oh, happy birthday. Hiểu chưa? Annie. Không ngờ là hôm nay có một cái điều thú vị là chương trình biết được là cái tháng này là tháng sinh nhật của bà xã, nên nó thông đồng với mình. Annie cứ ba đâu rồi? Ba chương. Bà này có mấy chục bài hát của bà ấy. Cứ ba đâu rồi? Annie ước à? Cho phép em xin được ước ạ. Mám mam, mám mam. Rồi, không ai đi hỏi gì ước hết trơn. Ừ, đúng rồi, hỏi thì kỳ á. Hỏi gì à? Nhưng mà vẫn phải hỏi. Yeah. Này ước gì? Em ước là gia đình nhà mình sẽ luôn luôn có sự hiểu và thương nhau và luôn luôn tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc. Và ước là ba sẽ kiếm được nhiều tiền về cho mẹ. Đó thấy chưa? Điều ước nghi lắm mà. Điều ước khuôn mẫu. Khuôn mẫu rồi. Đó. Rồi em là không ngờ luôn là chồng em đã tạo một điều bất ngờ lần đầu tiên trong đời mà giấu vợ chuẩn bị một cái bữa tiệc tại nhà. Trước giờ chưa bao giờ chưa bao giờ anh ấy tổ chức một cái điều gì làm em bất ngờ cả. Thì cảm ơn ông xã. Em đi, cảm ơn bánh cho em đi. Rồi vì mình thấy vui lây với lại cái niềm hạnh phúc này của hai anh chị. Xin được cảm ơn anh Thuận và chị Lan đã đến với gia đình em và giúp hai vợ chồng cũng như là gia đình hai bên giải quyết được, cũng như là hiểu nhau hơn để có cái sự thông cảm nhau. Đúng đó rồi. Thì cái nền tảng để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhất đó là được chương trình gõ cửa ghé thăm nhà. Một ngôi nhà mới được xây dựng trở lại. Và hạnh phúc lớn hơn hết đó là có thể giúp cho hai gia đình có những cái điều không hiểu có thể là được chương trình kết nối và có thể hóa giải thành một cái điều yêu thương. Và chúc cho ba Minh Tập cũng như là hai MC chúng ta luôn nhiều sức khỏe và sẽ đến gõ cửa nhiều gia đình hơn, mang thật nhiều hạnh phúc cho khán giả xem đài. Thay mặt chương trình cảm ơn anh chị rất là nhiều. Quốc Thuận và Ngọc Lan cùng với gia đình của chàng trai đẹp Sĩ Luân xin chào tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Yeah, see you. Chúng ta đang ăn trong sự đau đớn của đoàn phim. Mời mọi người vào ăn luôn ạ. Hỏi mấy đồ mới lớn lắm. Đồ lớn đang quay tới sáng rồi. Dưới cầu. Cái chả cua này nó ngon lắm luôn. Ngon lắm. Ngon quá không lẽ? Ngon. Chút nó ngon quá.